Xin chào tất cả mọi người. Thì những cái video lần trước thì đều có chia sẻ một số cái cách chúng ta nuôi lợn như nào để nó lớn nhanh. Nhưng mà đợt này thì đều muốn làm một cái video để có thể là cho mọi người tham khảo về cái cách chăm sóc sức khỏe lợn vào buổi tối. Bây giờ là vào buổi tối khoảng 9 giờ rưỡi đêm. Mình xuống chuồng và kiểm tra thì thấy lợn bị lạnh và nó ho khá là nhiều. Ban ngày thì thời tiết thì khá là hợp lý. Ban ngày thì có thể là hơi nóng một chút, nhưng mà mọi người nên lưu ý là về buổi tối ấy, thì thời tiết nó nhiệt độ nó giảm xuống và lợn sẽ hay bị lạnh và dẫn đến là bị ho. Như vậy thì sẽ dễ bị viêm phổi. Thì cái điều muốn chia sẻ với mọi người là như vậy. Và ở những cái chuồng mà chuồng khép kín như này ấy, thì nên phải chúng ta phải giảm quạt đi. Chúng ta phải giảm bớt quạt đi thì lợn nó sẽ đỡ bị lạnh và giảm ho được, hạn chế ho. Ban ngày thì nó ho ít thôi, nhưng mà buổi tối thì nó lạnh hơn ấy, thì nó ho khá là nhiều đấy. Kể cả chuồng hở cũng vậy thôi. Chuồng hở thì những cái lợn con mà các bác mới nuôi thì tốt nhất là ở nền nền xi măng như này. Các bác nên chuẩn bị cái ván gỗ để cho nó nằm lên. Khi nó nằm lên ván gỗ thì nó sẽ ấm hơn, nó không bị lạnh. Cái quan trọng là nó bị, khi mà nó bị lạnh ấy, thì ảnh hưởng đến phổi của nó, trực tiếp đến phổi của nó và sẽ rất dễ bị viêm phổi. Hiện tại ở chuồng này là đang bị ho khá là nhiều này. Vẫn đang bị ho khá là nhiều do nó bị lạnh vào buổi tối mà không để ý được chỉnh quạt và giữ ấm cho nó thì nó sẽ dễ bị viêm phổi thôi. Cái thứ hai mọi người nên chú ý một chút là khi mà cái ô những cái ô nào mà nó quá là đông lợn ấy, quá là mật độ nó quá dày ấy, thì các bác nên tách cho nó ra những cái ô ít ấy để cho lợn nó đều hơn. Thì như vậy thì lợn nó sẽ thoải mái và lợn nó sẽ lớn nhanh hơn. Còn những con nào mà nó có triệu chứng bệnh như là các bệnh hô hấp hoặc là bệnh tiêu hóa, tiêu chảy thì mọi người nên tách ra một ô riêng, để một ô riêng để chúng ta điều trị, nó dễ khỏi bệnh và tránh nó lây lan bệnh sang những cái con khỏe. Đây thì lợn này ở mật độ này thì còn khá là dày này. Như vậy thì lợn nó dễ bị stress và con lợn nó không được thoải mái. Một ô bé bé như này nhưng mà lợn nó quá đông luôn, nằm chật kín chuồng luôn. Tuy nhiên là có những con thì nó vẫn cảm thấy nó nóng, bởi vì nó ăn no ấy, thì nó vẫn cảm thấy nóng, nó buổi tối nhưng mà nó vẫn xuống nằm ở dưới nước, máng nước này này. Nhưng mà đa số là nó nằm sát nhau ở trên này, tức là nó bị lạnh đấy. Những con mà có triệu chứng hô hấp là nó bị lạnh.
tránh những cái con mà có triệu chứng hô hấp ấy, thì nên tránh gió lùa. Nếu mà gió lùa và nó ấy, nó lạnh như vậy thì nó lại càng bị viêm phổi nhanh hơn. Nên là mọi người chú ý là nếu mà nuôi ở chuồng khép kín, chuồng lạnh ấy, thì nên chú ý về khoản là điều chỉnh quạt về buổi tối. Ban ngày thì trời nóng, có thể là chúng ta phải bật hết quạt và bật cả giàn mát để làm lạnh mát cho lợn, nhưng mà về buổi tối thì nhiệt độ nó thay đổi rất là nhiều. Có thể là 1-2 giờ sáng lúc đấy là nhiệt độ nó hạ xuống rất là nhanh, có thể lúc đấy lợn nó còn bị lạnh hơn nữa cơ, nên là rất dễ viêm phổi. Chúc mọi người chăn nuôi luôn luôn đạt năng suất cao và thành công trong lĩnh vực chăn nuôi. Các bác cho Điệp xin một lệnh đăng ký và một cái like để những video tới Điệp sẽ cố gắng làm những video hay hơn, hiệu quả hơn để cho mọi người xem. Xin cảm ơn mọi người đã xem video.